Bởi vì con thương nên muốn giữ anh ở bên. Cho đến lúc này người vẫn chưa đổi thay vì nhau. Chỉ biết cho mình hơn thua từng lần nói. Phải chăng mất đi rồi mới biết trân trọng không? Vậy thì ta hãy cứ để mất nhau một lần. Có lẽ những lần cãi vã chia tay rồi quay lại, những tổn thương chất chứa thời gian dài. Để giờ đây quá nhiều mệt mỏi, đôi tay chẳng muốn giữ. Khi yêu phải biết nọc cái phải mãi.